Cái ước mơ của con là gì? Ước mơ của con là từ bé là muốn trở thành cô giáo, và con muốn kinh doanh và thực hiện. Con có nhiều cái hoài bão lắm. Sau khi mà khán giả truyền hình đã biết con là ai rồi, đã biết con là ca sĩ diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, thì lúc đó con mới nói với mẹ là lúc đó là con 26 tuổi. Con nói mẹ ơi, đến thời điểm này thì con cũng đã làm được những gì mẹ muốn rồi, thì bây giờ con có thể làm những gì con ước mơ được không? Thì mẹ đồng ý. Thế thì cái cảm xúc của người mẹ đến cái thời điểm này đó, cô có thể chia sẻ? Đến thời điểm này thì Kim cũng đã thực hiện được cái những gì em muốn. Bây giờ Kim muốn thực hiện ước mơ của Kim thì Kim thoải mái. Đã biết ước mơ của mẹ. Dạ, xong rồi. Bây giờ tiếp tục là ước mơ của cháu thì như thế nào? Là mà Kim mở công ty. Yeah. Cũng là công ty giải trí truyền thông. Bây giờ sẽ là một doanh nhân nữa. Yeah. Vừa là nghệ sĩ, vừa là doanh nhân. Dạ. Yeah. Đến lúc mà con sinh mẹ, con bước ra thì con bắt đầu làm kinh doanh. Là con đi dạy. Rồi con đi dạy cái gì? Lúc hồi bé đó, là lúc mà con học cấp 2, cấp 3 là con đã đi dạy múa, dạy hát rồi. Dạy dựng bài cho các trường cấp 1. Tại vì con có cái năng khiếu truyền đạt. Còn những năm gần đây là con dạy MC. Trong cái quá trình mà con thực hiện ước mơ của mình như vậy thì mẹ đóng vai trò như thế nào? Bản thân con là một cô gái rất là độc lập từ bé rồi, nên khi lớn con bước ra làm ăn, con bước ra kinh doanh thì cũng tự con bước ra ngoài xây sở. Và con không có muốn gia đình của mình phải lo lắng là con phải như thế này, con phải như thế kia. Và cái tính của con thì con cũng không có tâm sự nhiều.